Vì sao? Trong đây trí nhất thiết đạo tướng trí nhất thiết tướng, còn bất khả đắc, huống chi có chân như trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể đắc. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Khi đang nói về tướng chân như này, 2000 bí xô chấm dứt các lậu, tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán, lại có 500 bí xô ni xa lìa trần cấu, ở trong các pháp chứng được pháp nhãn tịnh, 5000 Bồ Tát đồng một lúc chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, 6000 Bồ Tát chấm dứt các lậu, tâm được giải thoát, chứng quả A-la-hán. Bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Tử, nay trong chúng này 6000 Bồ Tát đã ở chỗ 500 Đức Phật quá khứ gần gũi cúng dường, chánh tín xuất gia, siêng tu phạm hạnh, tuy có hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, nhưng chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, lại khởi lên tường khác biệt, hành hạnh khác biệt. Khi tu bố thí nghĩ như vậy, đây là bố thí, đây là người nhận, đây là vật thí, ta năng hành thí. Khi tu tịnh giới nghĩ như vậy, đây là tịnh giới, đây gây ra tội nghiệp, đây là đối tượng phải hộ trì, ta năng trì giới. Khi tu an nhẫn nghĩ như vậy, đây là an nhẫn, đây là chướng ngại của nhẫn, đây là cảnh giới để nhẫn, ta năng an nhẫn. Khi tu tinh tấn nghĩ như vậy, đây là tinh tấn, đây là giải đãi, đây là việc đã làm, ta năng tinh tấn. Khi tu tịnh lự nghĩ như vậy, đây là tịnh lự, đây là tán loạn, đây là đã tu, ta năng tu định. Người ấy chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, chỉ dựa vào tư tưởng khác biệt mà tu hạnh bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự khác biệt, do tư tưởng khác biệt, hành khác biệt, nên chẳng chứng được Bồ Tát không có tư tưởng khác biệt, và mất hạnh của Bồ Tát không khác biệt. Do nhân duyên này, nên chẳng được vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Do không được nhập vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, nên được quả dự lưu, dần dần mới đến quả A-la-hán. Thế nên Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào tuy có đạo của Đại Bồ Tát và có pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo liền chứng đắc thật tế, thì sẽ rơi vào hàng thanh văn và bậc độc giác. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, do nhân duyên nào mà các đại Bồ Tát tu pháp không vô tướng vô nguyện, nhưng vì không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nên khi chứng thật tế lại rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác. Lại có Bồ Tát tu pháp không vô tướng vô nguyện, nhưng do nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nên được nhập vào ngôi chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lần lượt tu hành các hạnh đại Bồ Tát và sẽ chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bấy giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Tử, nếu Bồ Tát xa lìa tâm của trí nhất thiết trí, chẳng lấy đại bi làm đầu, tu pháp không vô tướng vô nguyện, do không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo liền chứng đắc thật tế, nên rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác. Nếu các Bồ Tát chẳng lìa tâm của trí nhất thiết trí, lại lấy đại bi làm đầu, tu pháp không vô tướng vô nguyện, lại do nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, liền được nhập vào ngôi chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lần lượt tu hành các hạnh Bồ Tát, thì sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá Lợi Tử, ví như một con chim, thân nó to lớn chiếm khoảng 100 do tuần hoặc 200 cho đến 500 do tuần mà chẳng có cánh. Chim này hoặc từ cung trời 33 gieo mình rơi xuống chầu Thiệm Bộ. Giữa đường rơi, nó nghĩ như vậy, ta muốn lên lại trời 33. Ý ông thế nào chim này có thể trở lên trời 33 được không? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn không thể, bạch Thiện Thệ không thể. Phật bảo, Xá Lợi Tử, nếu giữa đường rơi chim này mong, thân ta khi tới chầu Thiệm Bộ sẽ không bị tổn hại. Ý ông thế nào, ý muốn của chim này có thể tại nguyện không? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không. Khi đến chầu Thiệm Bộ, thân chim này nhất định có tổn hại, hoặc đến mất mạng, hoặc đau đớn gần chết. Vì sao? Vì thân chim này quá to, lại rơi quá xa mà không có cánh.
Phật bảo Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Xá Lợi Tử, có các Bồ Tát cũng là như vậy, tuy đã trải qua vô lượng vô số đại kiếp, siêng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu pháp môn giải thoát không vô tướng, vô nguyện, nhưng không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, với phương tiện thiện xảo, liền chứng đắc thật tế nên rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác. Vì sao? Vì các Bồ Tát này xa lìa tâm của trí nhất thiết trí, chẳng lấy đại bi làm đầu, tuy đã trải qua vô lượng vô số đại kiếp, siêng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, liền rơi vào thanh văn hoặc bậc độc giác. Các đại Bồ Tát này, tuy niệm giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai, hiện tại, cúng dường cung kính, tùy thuận tu hành nhưng lại chấp thủ tướng trong các pháp ấy, nên không thể hiểu đúng công đức chân thật của giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn. Vì các Bồ Tát này không thể hiểu đúng công đức của Phật, nên tùy nghe đạo của Đại Bồ Tát và âm thanh của pháp không vô tướng vô nguyện, rồi dựa vào âm thanh này mà chấp thủ tướng của nó. Chấp thủ tướng rồi, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Các đại Bồ Tát này hồi hướng như vậy nên chẳng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lại rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, nên dù đem các căn lành đã tu được để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng các Bồ Tát này vẫn rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có những Bồ Tát từ lúc mới phát tâm chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, thường lấy đại bi làm đầu, xin tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, tuy có niệm giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng chẳng chấp tướng. Dù tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng chẳng chấp tướng. Dù nhớ nghĩ các công đức của mình và người cho các hiếu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng cũng chẳng chấp tướng. Xá Lợi Tử, nên biết đại Bồ Tát này thẳng tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng rơi vào hàng thanh văn và bậc độc giác. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này từ lúc mới phát tâm cho đến cứu cánh, chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, thường lấy đại bi làm đầu, tùy tu hạnh bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, nhưng chẳng chấp tướng. Tùy niệm giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng cũng chẳng chấp tướng. Tùy tu đạo của đại Bồ Tát và pháp không vô tướng vô nguyện, cũng chẳng chấp tướng. Xá Lợi Tử, vì đại Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo, dùng tâm lý tướng tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến dùng tâm lý tướng tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, do đó nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã mong cầu. Khi ấy Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Như con hiểu, lời Phật nói có nghĩa như vậy, đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi cứu cánh, thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, là đại Bồ Tát này sẽ gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này lúc mới phát tâm cho đến cứu cánh, hoàn toàn không thấy có pháp nhỏ nào có thể nắm bắt được, nghĩa là hoặc năng chứng, hoặc sở chứng, hoặc chỗ chứng, hoặc thời chứng, hoặc do đây mà chứng, hoàn toàn không thể nắm bắt. Nhưng pháp được gọi là sắc, hoặc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng đều không thể nắm bắt. Lại nữa, bạch Thế Tôn, có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, không thể nhiếp thọ bát nhã bà la mật đa thâm sâu với hy phương tiện thiện xảo mà cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phải biết quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà vị ấy đã cầu đáng nghi hoặc do dự, hoặc được hoặc chẳng được. Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này
không thể nhiếp thọ bát nhã và làm mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo. Đối với các hạnh đã tu hành như bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, bát nhã và làm mật đa, đều chấp lấy tướng ấy, nói rộng cho đến. Đối với các hạnh đã tu hành như trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đều chấp lấy tướng ấy. Do nhân duyên này, các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa đều nghi ngờ do dự hoặc chứng hoặc chẳng chứng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thế nên bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát nào muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, quyết định không nên xa lìa phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa. Khi đại Bồ Tát này an trụ phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem tâm tương ưng với vô tướng để tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến đem tâm tương ưng với vô tướng để tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khi an trụ phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, nếu đại Bồ Tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem tâm tương ưng với vô tướng để tu tất cả Phật pháp như thế, chắc chắn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bấy giờ các thiên tử ở cõi dục giới, cõi sắc giới đồng bạch Phật: quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát đều phải chứng trì tự tướng cộng tướng của tất cả pháp mới có thể đạt được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Mà chỗ biết pháp tướng của các đại Bồ Tát đều vô sở hữu và bất khả đắc. Khi ấy Phật bảo các thiên tử: đúng vậy, đúng vậy, đúng như điều các ông nói. Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rất khó hiểu, rất khó chứng đắc. Thiên tử nên biết, ta cũng đang chứng trí tất cả pháp tướng để chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà hoàn toàn chẳng được thắng nghĩa pháp tướng. Có thể nói, đây là năng chứng, đây là sở chứng, đây là chỗ chứng, đây là thời chứng, và có thể nói do đây mà chứng được. Vì sao? Các thiên tử, vì tất cả pháp rốt ráo thành tịnh nên hữu vi hay vô vi rốt ráo đều là không, do đó quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: như Thế Tôn nói, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Theo con suy nghĩ thì lời Phật nói có nghĩa là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật đều rất dễ tin hiểu, rất dễ chứng đắc. Vì sao? Vì nếu có thể tin hiểu được, không pháp năng chứng, không pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có thời chứng, cũng không do đây mà có sở chứng, thì có thể tin hiểu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chư Phật. Nếu có chứng tri rằng không pháp năng chứng, không pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có thời chứng, cũng không do đây mà có sở chứng, tức là có thể chứng được sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo đều không, trong chỗ rốt ráo không hoàn toàn không có pháp có thể gọi là năng chứng, có thể gọi là sở chứng, có thể gọi là chỗ chứng, có thể gọi là thời chứng, có thể gọi là do đây mà có sở chứng. Vì sao? Vì tánh và tướng của tất cả pháp đều là không, nếu tăng hoặc giảm đều vô sở hữu và hoàn toàn bất khả đắc. Do nhân duyên này, các đại Bồ Tát đã tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, hoàn toàn vô sở hữu, đều bất khả đắc, nói rộng cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoàn toàn vô sở hữu, đều bất khả đắc. Các đại Bồ Tát đã quán các pháp hoặc hữu sắc hoặc vô sắc, hoặc hữu kiến hoặc vô kiến, hoặc hữu đối hoặc vô đối, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, đều vô sở hữu và bất khả đắc. Do nhân duyên này, còn suy nghĩ nghĩa lý lời Phật đã nói là quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rất dễ tin hiểu, rất dễ chứng đắc. Ở trong đó, các đại Bồ Tát không nên bảo rằng khó tin hiểu và khó chứng được. Vì sao? Vì sắc tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức tự tánh của thọ tưởng hành thức là không, nói rộng cho đến trí nhất thiết tự tánh của trí nhất thiết là không, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tự tánh của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng là không. Đối với nghĩa tự tánh không như thế, nếu đại Bồ Tát tin hiểu sâu xa, không trái ngược mà chứng, thì liền đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Do nghĩa này còn nói quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề chẳng khó tin hiểu, chẳng khó chứng được. Khi ấy Xá Lợi Tử bảo thiện hiện:
cũng do nhân duyên này mà quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chư Phật rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại bồ tát quán tất cả pháp hoàn toàn không tự tánh, đều như hư không. Ví như hư không chẳng nghĩ ta sẽ tin hiểu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các đại bồ tát cũng như thế, chẳng nghĩ ta sẽ tin hiểu chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì tánh tướng tất cả pháp đều là không, bình đẳng như hư không. Các đại bồ tát cần phải tin hiểu các pháp đều là không và bình đẳng như hư không, không trái ngược mà chứng mới đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại bồ tát nào tin hiểu các pháp với hư không bình đẳng thì dễ sanh tin hiểu, dễ chứng đắc đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì không có hằng hà sa số đại bồ tát khoác áo giáp đại công đức hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mới nửa chừng lại thối lui. Nên biết quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rất khó tin hiểu, rất khó chứng đắc. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Xá Lợi Tử, ý tôn giả thế nào? Xác đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Thọ tưởng hành thức, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Lìa sắc, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Lìa thọ tưởng hành thức, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Trần như của sắc, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Trơn như thọ tưởng hành thức, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Địa trơn như sắc, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Địa trơn như thọ tưởng hành thức, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Nói rộng, cho đến trí nhất thiết, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Lìa trí nhất thiết, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Chân như của trí nhất thiết, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Trần như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Địa trần như trí nhất thiết, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Địa chân như trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có pháp đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý tôn giả thế nào? Chân như các pháp, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào? Lìa chân như các pháp, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, mà có pháp thì đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói: Thiện hiện chẳng có. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo Xá Lợi Tử:
Nếu tất cả pháp vì chắc thật, vì an trụ nên hoàn toàn vô sở hữu và đều bất khả đắc, thì những pháp nào có thể có sự thối thất đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, như lời tôn giả nói, trong vô sanh pháp nhẫn hoàn toàn vô sở hữu, cũng không có bồ tát nói có thối thất đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu vậy, tại sao Phật nói ba hạng người trụ bồ tát thừa, đúng ra chỉ nên nói một, lại như tôn giả nói, lẽ ra không có ba thừa bồ tát sai khác, chỉ nên có một thừa chánh đẳng giác thôi. Khi ấy Mãn Tử Tử liền thưa cụ thọ Xá Lợi Tử, hãy hỏi Thiện Hiện rằng, chỉ cần một thừa Bồ Tát chăng? Sau đó hỏi tiếp, cần gì phải thành lập ba thừa khác nhau, hay chỉ cần có một thừa chánh đẳng giác mà thôi? Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, chỉ cần một Bồ Tát thừa có được không? Cụ thọ Thiện Hiện bảo Xá Lợi Tử, ý tôn giả thế nào trong chân như của tất cả pháp còn có ba hạng người trụ Bồ Tát thừa với tướng khác nhau không? Nghĩa là có người rơi vào thanh văn thừa, hoặc có người rơi vào độc giác thừa, hoặc có người chứng đắc vô thượng thừa ư? Xá Lợi Tử nói, Thiện Hiện, chẳng có. Ý tôn giả thế nào trong chân như tất cả pháp có ba thừa Bồ Tát khác nhau không? Xá Lợi Tử nói, Thiện Hiện, chẳng có. Ý tôn giả thế nào trong chân như tất cả pháp thật có một thừa chánh đẳng giác của các đại Bồ Tát chăng? Xá Lợi Tử nói, Thiện Hiện, chẳng có. Ý tôn giả thế nào chân như các pháp có một hay có hai, có ba tướng không? Xá Lợi Tử nói, Thiện Hiện, chẳng có. Ý tôn giả thế nào trong chân như của tất cả pháp phải có một pháp hay một Bồ Tát có thể đắc không? Xá Lợi Tử nói, Thiện Hiện, chẳng có. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện nói với Xá Lợi Tử, nếu tất cả pháp là chắc thật, là an trụ hoàn toàn vô sở hữu và đều bất khả đắc, thì tại sao Xá Lợi Tử lại khởi lên ý nghĩ đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, Bồ Tát này nhất định có thối thất, hay đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, Bồ Tát này nhất định không có thối thất, hay đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, Bồ Tát này nói chẳng quyết định? Như vậy Bồ Tát này là thanh văn thừa, hay Bồ Tát này là độc giác thừa, hay Bồ Tát này là vô thượng thừa, như vậy là ba hay là một? Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát hoàn toàn vô sở đắc đối với tất cả pháp, đối với chân như tất cả pháp cũng tin hiểu hoàn toàn và chúng đều vô sở đắc, đối với các Bồ Tát cũng vô sở đắc, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng vô sở đắc, phải biết đây mới thật là đại Bồ Tát. Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát này nghe thuyết tướng trần như các pháp bất khả đắc mà tâm vị ấy chẳng kinh chẳng sợ, chẳng hoảng hốt, không nghi không hối, không lùi không mất, thì đại Bồ Tát này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nửa chừng nhất định không thối lui. Bấy giờ Thế Tôn khen ngợi Thiện Hiện, lành thay, hôm nay ông đã vì các đại Bồ Tát thuyết pháp trọng yếu, những điều ông nói đều nhờ là sức oai thần của Như Lai. Thiện Hiện nên biết đại Bồ Tát tin hiểu sâu xa đối với tướng bất khả đắc của chân như các pháp và biết được tất cả pháp không tướng khác nhau. Khi nghe thuyết về tướng bất khả đắc của chân như các pháp như thế, tâm vị ấy chẳng kinh chẳng sợ, chẳng hoảng hốt, không nghi không hối, không lui không mất, thì đại Bồ Tát này mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát thành tựu pháp này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề ư? Khi ấy Phật bảo Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu đại Bồ Tát thành tựu pháp này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không rơi vào hàng thanh văn bậc độc giác. Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật, nếu đại Bồ Tát muốn mau chứng các quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã mong cầu thì phải trụ vào cái gì và trụ bằng cách nào? Phật bảo, Thiện Hiện, nếu đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc để cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì phải trụ tâm bình đẳng đối với tất cả hữu tình, không nên trụ tâm bất bình đẳng, phải khởi tâm bình đẳng đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm bất bình đẳng, phải đem tâm bình đẳng nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm bất bình đẳng nói với họ. Phải khởi tâm đại từ đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm sân giận đối với họ.
phải đem tâm đại bi mà đối với tất cả hữu tình, không nên đem tâm não hại mà đối với họ. Phải đem tâm đại bi mà nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm não hại mà nói với họ. Phải khởi tâm đại hỷ đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm đố kỵ đối với họ. Phải đem tâm đại hỷ mà nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm đố kỵ mà nói với họ. Phải khởi tâm đại xả đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm thiên vị đối với họ. Phải đem tâm đại xả mà nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm thiên vị mà nói với họ. Phải khởi tâm cung kính đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm kiêu ngạo đối với họ. Phải đem tâm cung kính mà nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm kiêu ngạo mà nói với họ. Phải khởi tâm chân thật đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm dối nịnh đối với họ. Phải đem tâm chân thật mà nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm dối nịnh mà nói với họ. Phải khởi tâm mềm mại đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm cứng cỏi đối với họ. Phải đem tâm hiền hòa mà nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm hung bạo mà nói với họ. Phải khởi tâm lợi ích đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm không lợi ích đối với họ. Phải đem tâm lợi ích mà nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm không lợi ích mà nói với họ. Phải khởi tâm an vui đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm chẳng an vui đối với họ. Phải đem tâm an vui mà nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm chẳng an vui mà nói với họ. Phải khởi tâm không trở ngại đối với tất cả hữu tình, không nên khởi tâm có trở ngại đối với họ. Phải đem tâm không trở ngại mà nói với tất cả hữu tình, không nên đem tâm có trở ngại mà nói với họ. Phải khởi tâm như cha mẹ, như anh em, như chị em, như nam nữ, như bà con thân thuộc đối với tất cả hữu tình, cũng đem tâm này mà nói với họ. Phải khởi tâm bè bạn đối với tất cả hữu tình, cũng đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm như giáo sư, như thầy mô phạm, như đệ tử, như đồng học, cũng đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm như bậc dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, đại bồ tát, như lai ứng chánh, đẳng giác, cũng nên đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm nên cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, cũng nên đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm nên cứu giúp, thương xót, bảo bọc, cũng đem tâm này mà nói với họ. Đối với tất cả hữu tình, phải khởi tâm rốt ráo không, vô sở hữu, bất khả đắc, cũng đem tâm này mà nói với họ.